chào đến tất cả các mọi người tại Edubat và các bạn học sinh đang học tại Edubat. Em tên là Nguyễn Thị Thúc Anh, em hiện tại đang là lớp 11 tại trường Trung học phổ thông FPT thành phố Đà Nẵng này. Sắp tới thì em sẽ học trường Kevala Christian Academy tại tiểu bang Missouri ở Mỹ. Trường này thì em được biết thông qua bạn của em, và bạn của em có nói về cái trường này, môi trường ở tại Mỹ, và em cũng rất thích học tại Mỹ. Là em có một ước mơ trở thành giáo viên, và em cũng muốn được học tập tại Mỹ và học tập tại môi trường tốt nhất ở Mỹ để tiếp thu cái nền văn hóa cũng như là cái cách diễn xuất của người ta ở bên kia, để về Việt Nam mình có thể phát triển cái ngành nghề này tốt hơn như thế nữa. Nếu mà học ở lớp 12 tại trường nước ngoài thì có một sự chuẩn bị tốt thì có thể apply vào những cái trường đại học tốt nhất ở bên Mỹ. Với trình độ của em mà ở Việt Nam mình thì không so sánh là khó, nhưng mà nó sẽ trên trên khá là nhiều khi mà mình không có sự chuẩn bị tốt trước khi vào đại học, trước khi mình tiếp xúc với môi trường ở bên kia. Cái chuyến đậu visa này nó có ý nghĩa rất là lớn với em. Thứ nhất là em có ước mơ lớn tại Mỹ. Cái thứ hai là bạn bè em cũng đi du học nhiều và cũng kể lại rất là nhiều điều ở tại Mỹ, rất là nhiều điều tốt đẹp cũng như là cái môi trường ở tại Mỹ, và em muốn trải nghiệm, em muốn học hỏi tại Mỹ. Bố mẹ đương nhiên phải tự hào mẹ chứ. Tại vì này là lần thứ hai em đi phỏng vấn, từ lần thứ hai có bị rớt phỏng vấn, tại vì em rất là sợ, lo sợ. Nhưng mà lần thứ hai thì nhờ sự động viên của mọi người ở trên trung tâm mình, cũng như là các cô đã chỉ qua bài phỏng vấn của em, đã nỗ lực động viên em, nói em là biết chiến biết thắng của phỏng vấn nào đó. Cũng nói mẹ em cũng nhờ bảo là mẹ đã nhìn con một con mắt khác, tại vì là em rất là tự tin, cũng như là em tự tin đưa ra những cái tập hồ sơ, chủ động hết trong tất cả mọi việc. Nói thật với anh thì em có thất bại nhỏ nhỏ trước khi đến với các thành công to lớn như hiện tại. Em đã bị rớt phỏng vấn một lần, và lần đầu tiên tại vì là em khá là rụt rè, và lần thứ hai thì nhờ là sự động viên và sự trợ giúp của các cô các bạn ở trên Edubat, cho nên em đã tự tin hơn, em đã chiến thắng hơn, và em đã có giành được mọi sự chủ động ở tại cô bạn của đại sứ quán. Thì em muốn cảm ơn đến tất cả mọi người ở Edubat, nhưng mà đặc biệt cảm ơn thì là hai cô. Thứ nhất là cô Thắng, là cô đã tham gia, là người cô đã tư vấn cho mẹ em cũng như là em về tất cả các bài học như là hồ sơ cần thiết để mà trước khi đi vào phỏng vấn, cũng như là xếp hồ sơ. Còn cảm ơn đặc biệt thứ hai là cô Phi. Cô Phi rất là dễ thương, hỗ trợ cho em, là cô Phi nói với em là nếu mà đặt phỏng vấn lần hai thì cô Phi sẽ bao quát sữa. Cô Phi thì lần nào cũng như lần nào cũng mang một cái năng lượng tích cực, cũng rất là chuyện vui đùa với lại tụi em, giúp cho tụi em tự tin hơn và luyện những cái tâm mở ra, nó không có bị gặp khung ở trong một cái thời gian học phỏng vấn, thì làm cho tụi em biết chủ động, biết cách ứng xử nhanh nhạy nhạy bén lại phỏng vấn, và chỉ khi mà tụi em phải chiếm lại được cái thế chủ động ở trong buổi phỏng vấn. Thì hiện tại em rất là háo hức, vừa vui vừa có một chút buồn, tại vì đây cũng là lần đầu tiên em rời xa gia đình, rời xa mẹ, cũng là lần đầu tiên em chân ướt chân ráo đến với một đất nước xa lạ mới. Em rất là mong đợi vào môi trường cũng như những người ở tại đất nước đó. Và em cũng rất muốn đi du lịch tất cả các bang ở tại Mỹ, nhưng mà chuyện đó thì sau, tại vì là hiện tại là em chỉ muốn qua
bản miễn để tiếp thu cái môi trường học tập cũng như là tiếp thu được cái môi trường bạn bè ở nước này. Em cũng một ba mọi người khác thì em nói mọi người là tự tin quyết chiến quyết thắng, dám nghĩ dám làm.